trưởng thành không hề dễ dàng, nhưng bạn đã làm được. Đã đến lúc thực hiện mơ ước của bạn. Đã đến lúc đi du lịch vòng quanh thế giới. Đến lúc vẽ nên những kiệt tác nghệ thuật. Đến lúc đạt được những công việc mơ ước. Và đã đến lúc xây dựng tổ ấm mà bạn hằng ước ao. Khi càng trưởng thành, không có chướng ngại vật nào có thể cản bước chúng ta. Dẫu cuộc sống có muôn vàn thử thách, xin hãy đừng từ bỏ ước mơ. Hãy để đứa trẻ bên trong bạn phát huy sức mạnh tiềm ẩn. Chúng tôi tin bạn có thể làm được. Bạn đã sẵn sàng cho thử thách chưa?